Công an thành phố Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lương Khánh Thiện, sinh năm 2000, trú tại khối 2, phường Quang Trung, thành phố Vinh, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 15 tháng 2 năm 2023, Lương Khánh Thiện điều khiển xe máy đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đăng Lưu với đường Trường Thi, thành phố Vinh, cướp túi sách của một người phụ nữ đi bộ dọc vỉa hè rồi tẩu thoát. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Vinh phối hợp với Công an phường Quang Trung bắt giữ đối tượng Lương Khánh Thiện và thu hồi tang vật gần 5 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân.